Rồi, kim màu quạ của Nhật, sản xuất tại Nhật thì nó có 3 loại. Trên bàn đây đang có 3 loại. Đây là một loại, đây một loại và đây một loại. Giới thiệu tổng quan một chút xíu về cái kim màu quạ thì kim màu quạ vì cái mỏ của nó giống như mỏ con quạ. Thì tôi dùng chuyên dùng để kẹp các cái phôi hình trụ. Để kẹp phôi hình trụ thì có rất là nhiều dụng cụ có thể kẹp được phôi hình trụ, những cái kìm mỏ quà nó kẹp phôi hình trụ dùng cho các cái khu vực mà sửa chữa đường ống hoặc là lắp đặt đường ống hoặc là gì đó. Hey, kìm mỏ quà nó sẽ có một vài điểm chung dễ nhớ, tức là liên quan đến cái độ mở, của cái ngàm này, thì mỗi một cái size khác nhau nó sẽ có một cái độ mở maximum của cái ngàm khác nhau. Đây là trường hợp ở vị trí số 0 là vị trí kẹp hết vào. Đấy, cái mỏ giống như con quạ này, cái mắt. Thì tất cả các kìm mỏ quạ đều có cái răng, đều có răng giống như loại kìm răng thông thường. Kìm mỏ quạ thì nó sẽ thay đổi được độ mở của cái ngàm kẹp bằng cách là mở hết ra đây, kéo về đây. Lúc bây giờ nó sẽ đạt độ mở lớn nhất. Vậy mỗi một model khác nhau nó sẽ có một cái độ mở lớn nhất khác nhau. Loại này, hai loại này sẽ khác nhau. Nhìn về mặt hình dáng thì nó vẫn là cái kìm một quả, nhưng hình dáng khác nhau thì kìm này cái cán nó sẽ được bọc nhựa. Kìm này cán là cán trần, cán trơn. Một điểm đặc biệt là cái kìm một quả này thì nó có cái chuôi này, nó thiết kế theo hình của cái tô vít, dẹt. Là ứng dụng để trong một vài trường hợp mình có thể dùng để vặn cho cái cổ dê. Khi mà siết chặt cái ống, đầu ống thì người ta dùng cổ dê, thì người ta dùng cái này để dùng cái tô vít. Nhưng mà cái tô vít cầm nó nhiều cái tô vít, người ta vặn cái vít dẹt, cái cổ dê, nó sẽ có hình, dẹt để vặn này. Thì cái loại này là cái loại như thế. Đó là lý do cái này nó cán phải là cán trần, cán bọc thì không làm được việc đấy. Cũng tương tự như cái này, cái này cũng thế, khi mà mở điều chỉnh vị trí của hay là thay đổi độ mở của ngàm thì người ta mở hết ở đây, mở bắt đầu ra ở đây. Thì cái này sẽ có bao nhiêu vị trí, đây mỗi cái này một vị trí tương ứng với lại một cái đường kính mở đây, để dễ nhìn này, chỗ này đi ha, độ mở nó một vài, đặt hết vào đây, độ mở nó như vậy. Đây dùng không? Nó có rất nhiều nấc, ở chỗ này. Khi thay đổi thì mình chỉ việc mở hết tay nó ra. Thay đổi. Loại này cũng thế, loại này có vẻ dễ nhầm lẫn với cái này, nhưng hai cái này khác nhau một chút xíu về cái hình thù thì nó vẫn tương đối giống nhau, nhưng cái cán, cái đuôi cán giữa khác nhau, đuôi này đuôi cong vào, vì khi mình mở hết ra thì nó giảm bớt đi, hoặc khi nó cầm cái chỗ này của cái tay nó tì vào đây, cầm có cảm giác chưa? Này nó sẽ không bị tuột. Cái này nó chỉ hơi cong một tí về đầu thôi, để chui thôi, này cong nhiều hơn. Đó, đây là về cái chui. Quan trọng nhất của cái này đó là đây là cái loại cổ điển, tức là nó trượt trên cái nấc thẳng vào nấc cong này. Thì sau một thời gian dài sử dụng thì là cái này nó sẽ bị mòn dần dần đi. Cái độ bám, độ giữ vị trí của nó sẽ không chắc nữa. Thì người ta chế ra cái loại này là loại mới. Loại mới thì nhìn ở chỗ này, ở đây nó thấy nó có cái rãnh khuyết này. Rãnh khuyết này.
cái mặt này của cây kìm này, mặt này ha, cái nửa bên đây, nửa bên trên của cây kìm này. Nó có một cái ránh, nó có cái khía lồi này, khía lồi này. Đây này, khi xoay này, xoay ha, thì cái khía này nó sẽ đi vào cái rãnh này, ăn vào cái rãnh này, nó sẽ giữ lại vị trí chắc hơn. Những ngày thì cái độ bền nó cao hơn, và cái khoảng cách giữ cái độ, cái khoảng cách bám, hay cái đoạn mà cái răng nó ăn và ăn khớp vào nhau nó lớn hơn. Đây chính là cái này, kiểu này, cái đầu nó giống nhau hết thôi. Vậy thì khi vặn thì ống, thì giả sử đây là cái ống đi, giả sử là cái hình mình chọn, thì nó có răng này nó kẹp, kẹp rất là chắc. Ngoài ra thì cái này nó cũng có thể là dùng để vặn ốc được, nhưng mà vặn ốc ở trong để sửa chữa đường ống thì vặn ốc nó chỉ mang rất là lực nhỏ thôi, để vặn ốc được, vặn ốc cũng được. Hoặc là kẹp các cái vật thể hình trụ. Cái này nó hơi khác so với lại cái kìm chết một tí xíu, tức là cái kìm chết này. Khi mình chỉnh được vị trí rồi mình đưa này vào mình. Đó, mình chỉnh cái độ mở có ngàn bằng cái chui này. Đó. Thì khi mình buông cái tay ra thì là nó vẫn giữ cứng ngắc này, đối với kìm chết. Giữ chết, bóp chết, bấm chết cái vị trí này. Hàng này khi mà nó bóp vào, bấm vào cái này, bóp vào này mình buông tay ra là nó sẽ hạ ra. Kìm chết mình đã có một cái video rất là chi tiết về kìm chết rồi. Đây là kìm bóp chết. Bóp cho chết. Đây cũng là cái kìm, nó cũng có cái răng giống như cái này. Cái kìm này thì nó không mở được, nó không thay đổi được độ mở. Độ mở cố định là vậy. Một khoảng vậy thôi, cái này nó thay đổi được. Ví dụ như cái này mà dùng cái kiểu một quả bấm thì mình bóp một quả nó bao giờ cũng chắc hơn. Cầm như này thì nó sẽ rất là chắc. Cảm giác nó rất là chắc chắn. Loại này nó có nhiều size khác nhau. Như vậy cũng là kìm một quả, nhưng mà nó sẽ khác nhau là cái độ mở lớn nhất này. Độ mở lớn nhất của cái này là vậy. Độ mở lớn nhất của cái này là to nhỏ khác nhau.